vừa tậu xế hộp hơn 2,3 tỷ dư mạnh nổi cáu khi va chạm với xe SH trên đường. Đang tháp tùng bà xã trên xe hơi mới tậu, trung vệ dư mạnh gặp rắc rối khi va chạm với xe SH trên đường tham gia giao thông. Cách đây vài giờ, mạng xã hội xôn xao bức ảnh một xe hơi va chạm với xe máy trên cầu vượt khu vực Tây Sơn, Thái Sơn, Hà Nội. Điều đáng chú ý, chủ nhân chiếc xe hơi tiền tỷ trên không ai khác chính là cầu thủ nổi tiếng Duy Mạnh. Theo thông tin người đăng tải, người này cho biết cả hai xảy ra va chạm khi đang lưu thông trên cầu. Rất nhanh chóng, cầu thủ Duy Mạnh đã chủ động xuống xe giải quyết tình huống. Xem ảnh có thể thấy trung vệ còn cẩn thận dắt xe cho người đàn ông trung niên và chọn cách giải quyết trong êm đẹp. Sự xuất hiện của Duy Mạnh cùng xe hơi tiền tỷ thu hút sự chú ý từ người đi đường. Đoạn đường vốn đã chật hẹp càng thêm ùn tắc khi rất nhiều người dừng xe chụp ảnh theo dõi diễn biến sự việc. Được biết chiếc xe trong vụ va chạm là xế hộp mới tậu của vợ Duy Mạnh. Đây là món quà cô tự thưởng sau một năm làm việc chăm chỉ. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, lại là vợ cầu thủ nổi tiếng, nhưng Quỳnh Anh đã tự lập rất sớm bằng công việc kinh doanh riêng. Đây cũng là chiếc xe hơi được Duy Mạnh sử dụng trong lễ rước dâu linh đình cách đó không lâu. Duy Mạnh cùng bạn gái đi nhận xe một showroom Hà Nội. Chiếc Mercedes GLC 300 có giá niêm yết gần 2,3 tỷ đồng, giá lăn bánh khoảng 2,6 tỷ đồng. Đỗ Duy Mạnh hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong giới cầu thủ Việt Nam. Những thành công liên tiếp cùng tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong 2 năm qua giúp anh bỏ túi hàng tỷ đồng tiền thưởng cùng các hợp đồng quảng cáo giá trị cao. Không chỉ là chân súc cừu khô trên sân cỏ, ngoài đời Duy Mạnh còn là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái khi rất chiều chuộng yêu thương vợ của mình. Kể từ khi công khai hẹn hò, không ít lần Duy Mạnh khiến hội chị em ghen tị khi tặng đồ hiệu sang chảnh những chuyến du lịch đắt đỏ cùng bạn gái Quỳnh Anh.